Thuyền Mập bị chỉ trích vì miệt thị ngoại hình ba mẹ Hồ Văn Cường. Ẩn ý miệt thị ngoại hình ba mẹ Hồ Văn Cường, diễn viên Thuyền Mập bị phốt ngược, tự nhìn lại mình đi. Những ngày qua, ồn ào xung quanh vụ đòi tiền cắt xê 5 năm đi diễn của Hồ Văn Cường trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Mặc dù Phi Nhung đã qua đời do dịch bệnh Covid-19, quản lý là người đã hoàn thành nốt tâm nguyện và hủ tục tiền nong trao cho Hồ Văn Cường và gia đình 680 triệu đồng, nhưng vụ việc vẫn chưa khép lại. Thậm chí, có cả người đến tận nhà mẹ nuôi Phi Nhung nơi Hồ Văn Cường tạm ở để tránh tra khảo. Ép cung, thực hư đã nhận số tiền chưa, hay có nhờ vả CEO Bình Dương đòi tiền hộ hay không? Dân mạng cũng chia thành hai phe, bên bảo vệ gia đình Hồ Văn Cường, bên bảo vệ quản lý và Phi Nhung. Mới đây, nữ diễn viên Minh Tuyền, Tuyền Mập cũng gây tranh cãi khi được cho là ẩn ý vụ Hồ Văn Cường. Cụ thể, trên trang cá nhân, cô chia sẻ, cái mặt cầm cuốn sổ tiết kiệm là thấy bất hảo rồi. Cả cặp luôn chứ không phải riêng người đàn bà tóc tai bù xù, lưỡng quyền cao, mắt xếp, miệng hô. Còn người đàn ông trán cao rộng, mặt gầm gầm hướng xuống dưới, mắt lấm lét nhìn ngược lên. Theo ông chia sẻ, được cho là nhắc đến bố mẹ Hồ Văn Cường, việc nữ diễn viên biệt thị ngoại hình của bố mẹ đi giọng ca trẻ bằng những từ ngữ hô tục khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Dưới bài đăng, đa phần đều để lại bình luận chỉ trích Tuyền Mập. Thậm chí, nữ diễn viên còn bị anti-fan phốt ngược lại chuyện coi thường khán giả, thái độ chỉnh trệ ở phim trường. Sau vài giờ đăng tải, có lẽ vì chịu không nổi áp lực từ mạng xã hội, Tuyền Mập đã cho ẩn bài đăng.